Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi tin Người Việt Canada, bản tin buổi sáng thứ ba ngày 19 tháng 12 và rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cũng như là góp ý cho bản tin. Lê biết rằng tin Người Việt Canada chỉ mới phát sóng và vẫn còn những thiếu sót và cảm ơn quý vị đã luôn đóng góp cho bản tin ngày càng hữu ích hơn và Lê cùng ban biên tập hứa hẹn trong năm mới sẽ có nhiều chương trình hơn để có thể phục vụ cho quý vị một cách từ những chương trình về giải trí cũng như là thời sự, kinh tế, xã hội. Cảm ơn quý vị một lần nữa và mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho bản tin. Trở lại với tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, hơn 100.000 người đã bị mất điện ở vùng Maritimes và do gió mạnh cũng như là mưa lớn đã ảnh hưởng đến phần lớn và gây thiệt hại kéo dài cho đến sáng ngày hôm nay và chắc chắn là những ngày tới. Bộ Môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo cho cả 3 tỉnh là New Brunswick, đảo Hoàng Tử và Nova Scotia. Cảnh báo về lượng mưa từ Bộ Môi trường Canada có hiệu lực đối với Nova Scotia khi mà cơ quan điện lực ở đây cũng đã phải đối mặt với những làn sóng mất điện như là thủy triều khi mà tỉnh này phải vật lộn với cơn bão vào chiều tối ngày hôm qua 18 tháng 12. Theo bản đồ mất điện của New Brunswick thì 101.335 khách hàng không có điện tính đến sáng ngày hôm nay 19 tháng 12. Và báo cáo ban đầu từ nhóm phục hồi của cơ quan điện lực cũng cho biết rằng họ thấy có rất nhiều cây đã bị đổ và bật gốc, cũng như là chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mà nhóm của chúng tôi đang hoạt động ở mọi quận, đánh giá thiệt hại, cũng như là sửa chữa nhanh nhất có thể. Chúng tôi hiểu rằng việc mà không có điện là một điều khó khăn, nhất là trong mùa đông, và đội ngũ của chúng tôi ở đây để sẵn sàng trợ giúp. Hãy tôn trọng tất cả đội ngũ hiện trường của chúng tôi khi mà họ làm việc chăm chỉ để có thể khôi phục nguồn điện một cách an toàn, hiệu quả cho tất cả quý vị. Sân bay quốc tế Fredericton đang báo cáo tình trạng mất điện nhưng mà cho biết rằng máy phát điện dự phòng đang hoạt động và các chuyến bay vẫn tiếp tục. Maritimes Electronics cũng đã cho biết rằng 1.154 khách hàng đã bị cắt điện và hy vọng rằng mọi người sẽ có được điện kịp thời để có thể dọn dẹp tàn tích và có một đêm Giáng sinh đúng nghĩa thưa quý vị. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada 514-996-6679. Tỷ lệ lạm phát dự ổn định ở mức 3,1% trong tháng 11. Đây là báo cáo mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 được công bố vào sáng ngày hôm nay 19 tháng 12. Theo cơ quan thống kê Canada cho thấy rằng giá cả về những mặt hàng giải trí hay là quần áo đã cao hơn gây áp lực lên lạm phát thưa quý vị. Tuy nhiên thì báo cáo cũng đã đưa ra một số tin tốt đối với những hàng tạp hóa khi mà tốc độ tăng giá đã giảm bớt trong tháng thứ 5 liên tiếp. Giá hàng tạp hóa đã tăng 4,7% so với một năm trước, đánh dấu sự chậm lại kể từ mức ở tháng 10 là 5,4%. Giá dịch vụ thì không thay đổi trong tháng 11, do giá những tour du lịch cao hơn được bù đắp bằng giá dịch vụ điện thoại di động thấp hơn. Vào đầu tháng này, thì Ngân hàng Canada cũng đã quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức 5% lần thứ 3 liên tiếp. Phần lớn là do điều này được khuyến khích bởi lạm phát và nền kinh tế đã chậm lại. Nhưng mà trong bài phát biểu của thống đốc ngân hàng ông Ted McLean, ông vẫn thừa nhận có thể sẽ có những trở ngại trong quá trình đưa lạm phát trở lại 2%. Lạm phát ở Canada đã giảm đều đặn kể từ giữa năm 2022, nhưng mà không phải không có một số trục trặc, bao gồm cả lạm phát gia tăng trong mùa hè. Và chính vì vậy, ngân hàng Canada không loại trừ khả năng sẽ tăng lãi suất lần nữa nếu như thấy cần thiết. Nhưng mà hầu hết các nhà dự báo đều mong đợi và dự đoán rằng hành động tiếp theo của ngân hàng sẽ là cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới. Và thưa quý vị, vì sao Canada xếp Việt Nam vào cảnh báo du lịch cuối năm cũng như là đầu năm mới? Đây là tin tức được tin Người Việt Canada đã thông tin và nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị. Trong khi Canada vào ngày 18 tháng 12, đã đưa ra 92 điểm đến mà người Canada được khuyên là nên hết sức thận trọng, bao gồm Pháp, Ai Cập, Trung Quốc, Thái Lan, Brazil, Việt Nam và Cuba, nằm trong số những nước đã được liệt kê. Và quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình hiện tại là những cảnh báo từ trang web chính thức của travels.gov.ca Destination Việt Nam. Và cảnh báo được ghi rõ lưu ý hết sức thận trọng đặc biệt ở Việt Nam và Lunar New Year được cập nhật mới nhất vào ngày 18 tháng 12. Đây cũng là tin tức mà tin Người Việt đưa đến quý vị và nhận được nhiều phản hồi. Và những lý do mà Bộ Du lịch Canada đã đưa ra cảnh báo đối với Việt Nam như sau. Về vấn đề tội phạm ở Việt Nam, hãy hết sức thận trọng,
do tỷ lệ tội phạm quy mô nhỏ nhưng mà ở mức độ cao. Những tội phạm nhỏ như là móc túi, giật ví đã xảy ra thường xuyên, phổ biến nhất là ở các thành phố lớn và có thể sẽ gia tăng đặc biệt là trong các ngày lễ lớn, chẳng hạn như là Tết Nguyên Đán mà Bộ Du lịch Canada đã đề rõ rằng là Lunar New Year. Tội phạm hoạt động một mình hoặc là theo nhóm và có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh lạc hướng quý vị, lấy trộm đồ. Họ có thể sẽ cố giật túi xách của quý vị và các đồ vật có giá trị khác khi mà đi trên xe máy hoặc là bị rạch túi ở trên đường phố hoặc là những nơi chợ đông đúc. Ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, tại các chợ, trung tâm mua sắm, phố thương mại trên phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả khi mà chúng ta đang ngủ, và tại các trung tâm giao thông như là sân bay và nhà ga, trong các nhà hàng, bao gồm cả những sân và quán cà phê ngoài trời, tại các bờ biển hoặc là các điểm đến ven biển. Chính vì vậy, lời khuyên được đưa ra đó là hãy tránh thể hiện sự giàu có của quý vị như là việc đeo trang sức hoặc là mặc đồ đắt tiền. Tránh mang theo số tiền lớn, tránh những khu vực biệt lập, đặc biệt là vào ban đêm, và chú ý đến môi trường xung quanh, đặc biệt là ở những khu vực đông người và nơi nhiều khách du lịch. Thận trọng hơn khi mà rút tiền mặt tại những ATM. Và tiếp đến là tội phạm bạo lực. Mặc dù tội phạm bạo lực nhắm vào người nước ngoài hiếm hơn, nhưng mà chúng vẫn có thể xảy ra. Trong một số trường hợp thì tội phạm đã sử dụng vũ khí như là dao, dao cạo râu, đôi khi cũng xảy ra các mối đe dọa về thương tích cơ thể liên quan đến tranh chấp cá nhân. Các vụ đột nhập vào những khu dân cư cũng có thể xảy ra, đặc biệt là ở các thành phố lớn và trong dịp lễ Tết. Kẻ trộm có thể nhắm mục tiêu vào những ngôi nhà hoặc là những căn hộ mà do khách du lịch và những người nước ngoài thuê hoặc là sở hữu. Chính quyền địa phương không phải lúc nào cũng có thể đưa ra những phản hồi thỏa đáng trước các báo cáo về bạo lực và quấy rối tình dục. Nếu như quý vị là nạn nhân của tấn công tình dục, thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ y tế ngay lập tức, cho dù quý vị có bị tổn hại về thể chất hay không, và hãy liên lạc với cảnh sát địa phương, bảo đảm họ nộp báo cáo. Thông báo cho các quan chức lãnh sự tại đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán Canada gần nhất của Việt Nam thưa quý vị. Tránh sử dụng mạng Wi-Fi công cộng không bảo mật và tránh mua hàng trên các trang web không được mã hóa. Và thận trọng khi mà đăng thông tin lên mạng xã hội. Đặc biệt là cũng nên thận trọng nếu như quý vị quyết định gặp ai đó, một người bạn trực tuyến chẳng hạn. Và đừng nhấp vào những liên kết đáng ngờ trong email hoặc là tin nhắn. Và tại sân bay, thì nhóm tội phạm giả dạng tài xế taxi nhằm vào khách du lịch nước ngoài tại sân bay lớn là Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất, cướp bằng cách là ép quý vị rút tiền từ máy ATM. Và chú ý đến thức ăn, đồ ăn nhẹ, đồ uống, kẹo cao su, thuốc lá cũng có thể chứa chất ma túy và khiến cho quý vị có nguy cơ bị tấn công tình dục và cướp tài sản. Và hãy cảnh giác khi mà nhận những món đồ này từ những người mới quen. Không bao giờ để thức ăn hoặc là đồ uống không có người trông coi hoặc là cho người lạ chăm sóc. Rượu không được kiểm soát, không nên dùng. Một số người đã tử vong sau khi mà uống rượu gạo không được kiểm soát và pha trộn do nồng độ về methanol cao thưa quý vị. Và chính quyền địa phương có thể theo dõi thông tin liên lạc của quý vị ở bất cứ đâu. Họ có thể xem xét nội dung, được lưu trữ hoặc là tham khảo trên thiết bị điện tử. Họ cũng có thể đặt một số người nước ngoài dưới sự giám sát. Họ có thể sẽ khám xét nhà hoặc là phòng khách của quý vị mà không biết hoặc là quý vị cũng không đồng ý. Và thưa quý vị, đây là tất cả những nội dung đã được đăng ở trên trang web của chính phủ travels.ca. Và cảm ơn quý vị, cũng như đây cũng là một lời cảnh báo hết sức hữu ích mà Bộ Du lịch Canada đã dành cho những quý vị nào đang có kế hoạch du lịch tại Việt Nam vào lễ Tết Nguyên Đán tới thưa quý vị. Và tiếp theo cũng là một vấn đề liên quan đến Việt Nam, khi mà Hoa Kỳ không cho rằng hợp tác quốc phòng Việt-Trung sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Việt. Dù lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gần đây đến thăm Việt Nam và có tuyên bố chung cho thấy rằng cả hai bên đang tăng cường hợp tác bao gồm cả về quân sự và an ninh. Tuy nhiên, có những quan chức Hoa Kỳ cho biết rằng hành động đó không làm thuyên giảm hợp tác chặt chẽ trong mối quan hệ Việt-Mỹ và những sự kiện gần đây đưa Việt Nam vào những cái tên được đánh giá, thưa quý vị. Sau chuyến thăm cấp cao của nhà nước Tổng thống Hoa Kỳ ông Biden tới Việt Nam cách đây 3 tháng và tuyên bố sẽ nâng cao quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược, ngang hàng với quan hệ Việt-Trung và Việt-Nga. Và vào tuần trước, Việt Nam lại đón Chủ tịch Trung Quốc đến thăm và tuyên bố tăng cường toàn diện quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Về những diễn biến này,
thì hãng tin Reuters đã chỉ ra Hà Nội một lần nữa thể hiện đầy đủ sở trường ngoại giao cây tre của mình. Theo nguồn tin Reuters, giới chức Hoa Kỳ dường như không cho rằng tuyên bố chung cho Trung Quốc và Việt Nam đưa ra sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, cũng như là vấn đề tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam có thể sẽ ảnh hưởng đến các nước khác. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã nói rằng mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam không nằm chống lại bất kỳ một nước thứ ba nào. Hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực vẫn sẽ tiếp tục, bao gồm y tế, giáo dục, công nghệ và thương mại. Và Reuters cũng đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Sau khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam, hai bên đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác cấp cao giữa quân đội hai nước, bao gồm tăng cường hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, hợp tác chung diễn tập và huấn luyện, dịch vụ y tế, gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng đang nỗ lực tăng cường hợp tác với Việt Nam về quân sự, an ninh, công nghiệp quân sự và hậu cần. Chuyên gia về vấn đề an ninh Việt Nam tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc đã nói với Reuters, những mục tiêu hoành tráng của Việt Nam và Trung Quốc khó có thể ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng giữa Hà Nội và Washington. Và có một đoạn trong tuyên bố chung của Trung Việt được ám chỉ là Mỹ tuyên bố rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi về thông tin tình báo song phương, chống can thiệp, chống gây chia rẽ, đồng thời tăng cường chia sẻ về kinh nghiệm và hợp tác ngăn chặn diễn biến hòa bình, cách mạng màu, gây chia rẽ các thế lực thù địch phản động. Việc mà nhấn mạnh thế lực thù địch không có gì đáng ngạc nhiên khi mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn nhắc nhở điều này vào tai của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhưng đừng phóng đại sự hợp tác giữa hai nước trong vấn đề này. Họ sẽ không chia sẻ thông tin tình báo, theo hãng tin Reuters đã phân tích. Và có một sự khác biệt giữa tuyên bố ngoại giao của Việt Nam về những vấn đề quan tâm về an ninh thực tế của họ. Đó là Hà Nội sẽ tiếp tục tìm ra một nền tảng trung gian an toàn giữa việc xoa dịu những kỳ vọng về chính trị của Bắc Kinh và các mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra, đặc biệt là lập trường của họ về Biển Đông. Quay trở lại với tin tức Canada, thưa quý vị, khi mà thống kê mới nhất đã báo cáo một mức tăng dân số kỷ lục trong quý 3. Dân số Canada đã tăng hơn 430.000 người trong quý 3 và đánh dấu một tốc độ tăng dân số nhanh nhất trong bất kỳ một quý nào kể từ năm 1957. Cơ quan thống kê Canada công bố ước tính về dân số tính đến ngày 1 tháng 10, trong đó cho thấy rằng dân số Canada đạt mức 40,5 triệu người. Tổng mức tăng dân số của đất nước chúng ta trong 9 tháng đầu năm đã vượt qua tổng mức tăng trưởng trong bất kỳ một năm nào khác, bao gồm cả kỷ lục đã được thiết lập vào năm 2022. Sự gia tăng dân số cao kỷ lục được thúc đẩy bởi sự di cư quốc tế, sự gia tăng về số lượng cư dân không thường trú chiếm phần lớn trong sự gia tăng này. Số lượng cư dân không thường trú đã tăng khoảng 313.000 người trong thời gian 3 tháng. Và cơ quan liên bang cho biết rằng sự gia tăng về số lượng người không cư trú là do những người có giấy phép làm việc và học tập và cũng như là ở mức độ thấp hơn là những người xin tị nạn. Người Canada đang lo ngại cho tương lai của tầng lớp trung lưu. Đây là những thông tin theo một cuộc khảo sát nhận dạng giai cấp mới nhất do công ty nghiên cứu có tên là Polara Strategic Insight, thưa quý vị. Chưa đến 31% người Canada lạc quan về tương lai của tầng lớp trung lưu tại đây. Người Canada hiện nay ít lạc quan hơn về tương lai của tầng lớp trung lưu hơn bất kỳ một thời điểm nào trong 9 năm qua. Lần cuối cùng được khảo sát thực hiện là vào tháng 8 năm 2020, chỉ hơn một nửa số người Canada cảm thấy lạc quan về tầng lớp trung lưu. Trước năm nay, ngoại trừ mức giảm nhẹ từ năm 2017 đến năm 2018, thì mức độ lạc quan nhìn chung đã tăng theo thời gian từ 45% năm 2014 lên 53% vào năm 2020. Nghiên cứu này không cố gắng giải thích tại sao sự lạc quan của tầng lớp trung lưu lại thấp đến như vậy. Nhưng mà định nghĩa của những người được hỏi về cuộc sống của tầng lớp trung lưu và những mối quan tâm cụ thể của họ đưa ra một số manh mối. Khi được yêu cầu định nghĩa tầng lớp trung lưu theo cách riêng của mình, thì những người được khảo sát đã hỏi phần lớn những mô tả về lối sống thoải mái với thu nhập trung bình và khả năng mua nhà là những yếu tố chính. Chúng tôi sống thoải mái nhưng lại căng thẳng về tiền bạc.
giống như là làm thế nào mà chúng ta có thể tiếp tục sống thoải mái với lạm phát và tiền lương của chúng ta không khá hơn một chút nào, đại diện cho tầng lớp trung lưu cho biết. Và hóa ra, phần lớn người Canada đều có chung một mối lo ngại, với 43% số người tự nhận là thuộc tầng lớp trung lưu được hỏi và nói rằng họ chỉ sống qua ngày mà không có tiền tiết kiệm và 15% không thể trả chi phí hàng tháng. Hầu hết đều không nghĩ rằng tình hình sẽ được cải thiện cho các thế hệ tương lai và họ nhận thấy các bậc cha mẹ ngày càng bi quan về tương lai của chính con em mình, với chỉ 52% tự tin rằng con của mình có thể đạt được tầng lớp trung lưu trở lên nếu như làm việc chăm chỉ so với 79% vào năm 2020. Và nghịch lý thay, 77% người được hỏi, thưa quý vị, cảm thấy rằng tầng lớp trung lưu ở Canada đang bị thu hẹp, ngay cả khi mà tỷ lệ người Canada tự nhận mình là tầng lớp trung lưu vẫn ổn định trong những năm gần đây. Và dường như cũng có một số nhầm lẫn về việc ai thuộc tầng lớp trung lưu, với cả những người có thu nhập cao và thu nhập thấp đều khẳng định mình là người có thu nhập thấp. Hầu hết những người có thu nhập cao đều tự coi mình là tầng lớp trung lưu. Ngay cả những người mà có thu nhập những gia đình hàng năm cao lên tới 150.000 đô, trong khi những người chỉ có kiếm được dưới 50.000 đô mỗi năm đều thuộc một tầng lớp và cho mình vẫn nằm trong tầng lớp trung lưu. Khi buộc phải lựa chọn, nhiều người Canada tự nhận mình thuộc tầng lớp trung lưu hơn là tầng lớp lao động, nghèo hay là thượng lưu. Và báo cáo cũng được đưa ra ngay sau khi mà dữ liệu của Nanos Research cho thấy rằng 47% người từ 18 đến 34 tuổi và 41% những người từ 35 đến 54 tuổi nói rằng họ lo lắng về việc trả chi phí nhà ở cho những tháng tiếp theo. Và tương tự, cuộc theo dõi niềm tin tiêu dùng hàng tuần của Nanos Research vào tháng trước cũng cho thấy, khi nói đến vấn đề về tài chính cá nhân của người Canada, 48,4% số người được hỏi nói rằng họ cảm thấy tồi tệ hơn so với năm ngoái. Dữ liệu đã được tính trọng số bằng cách sử dụng dữ liệu điều tra dân số về giới tính, độ tuổi, khu vực mới nhất để bảo đảm mẫu phản ánh dân số thực tế của người Canada trưởng thành. Và đây là đợt mà điều tra thứ 7 của cuộc khảo sát và các đợt trước đã được thực hiện vào tháng 8 năm 2020, tháng 4 2019, tháng 4 2018, 2017, 2015 và tháng 11 năm 2014, thưa quý vị. Tiếp đến một thông tin rất quan trọng và Duy Lê nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu dùng hàng hóa trong những tháng tới khi mà hàng loạt hàng vận tải biển đang tránh qua eo biển của Biển Đỏ. Các cuộc tấn công tàu trong những ngày gần đây nhằm vào nhiều tàu trên tuyến đường vận chuyển quan trọng tại Biển Đỏ đã làm dấy lên những lo ngại về một đợt gián đoạn nữa đối với thương mại quốc tế sau đại dịch COVID-19, khiến cho lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu phải tuần tra các vùng biển gần Yep Mam. Và Biển Đỏ nối Địa Trung Hải bằng kênh Đào Suez đã tạo ra một tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Khoảng 12% lưu lượng vận tải đường biển thế giới đi qua kênh đào này. Và các hãng tàu biển lớn như là Hapag-Lloyd, MSC, Maersk, tập đoàn BP và tập đoàn chở dầu có tên là Frontline cũng cho biết rằng họ sẽ tránh tuyến Biển Đỏ và đi qua mũi Hảo Vọng ở miền nam của châu Phi. Tuy nhiên thì nhiều tàu vẫn đi qua Biển Đỏ. Theo dữ liệu theo dõi của tập đoàn LSEG cho thấy, một số tàu đã có bảo vệ vũ trang. Ít nhất 11 tàu container đang được neo đậu ở Biển Đỏ giữa Sudan và Saudi Arabia. Các container này đã đi qua kênh đào Suez và đang di chuyển về phía Yemen, chở theo hàng tiêu dùng, ngũ cốc đến các quốc gia như là Singapore, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. 4 tàu container của MSC ở Biển Đỏ đã tắt bộ thu phát kể từ ngày 17 tháng 12, có khả năng là để tránh bị phát hiện. Và các nhà phân tích vận tải hàng hóa cấp cao tại Vortexa đã cho biết, một số tàu đang cố gắng che giấu vị trí của mình bằng cách chuyển tín hiệu đến các địa điểm khác để đề phòng khi mà vào bờ biển Yep Mam. Nhiều doanh nghiệp vận tải hàng đầu thế giới cũng đang định lại tuyến của mình và hải trình của mình để có thể giảm thiểu rủi ro. Hiện một số công ty vận tải lớn đã bắt đầu chuyển hướng vòng quanh châu Phi. Và theo giới phân tích, các công ty chuyển hướng vận tải để tránh tuyến qua kênh đào Suez hiện đã chiếm khoảng 50% thị trường vận tải container toàn cầu. Nhiều hãng vận tải đường biển, trong đó hai hãng lớn nhất của thế giới, đó là Maersk và Hapag-Lloyd, đã tuyên bố sẽ đình chỉ tuyến này. Việc mà tránh đi qua Biển Đỏ sẽ làm đội chi phí vận tải do các tàu sẽ phải di chuyển một quãng đường xa hơn với thời gian lâu hơn,
và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Hành động của các hãng vận tải biển diễn ra trong bối cảnh mà lực lượng Houthis của Yemen tuyên bố sẽ hỗ trợ người Palestine đang bị Israel bao vây ở dải Gaza bằng cách sẽ tấn công các tàu thuyền trên các tuyến đường vận chuyển quan trọng, thậm chí là bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel. Hoa Kỳ nói rằng, chúng tôi chỉ còn tiền cho một gói quân sự nữa cho chiến trường Ukraine. Thưa quý vị, Hoa Kỳ có kế hoạch sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho chiến trường Ukraine vào dịp lễ Giáng sinh. Và Tòa Bạch Ốc đã cảnh báo rằng đây sẽ là gói viện trợ quân sự cuối cùng cho Kyiv nếu như Quốc hội vẫn không ra quyết định thông qua quỹ viện trợ mới. Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ phân bổ gói viện trợ khác cho Ukraine vào cuối tháng này. Người phát ngôn về quân sự của Tòa Bạch Ốc đã nói trong cuộc họp giao ban, đồng thời cùng cảnh báo đây là gói cuối cùng trong số tiền trong ngân quỹ đã được phê duyệt chi trước đó. Tuy nhiên, một khi mà việc này hoàn tất, thì chúng tôi sẽ không còn quyền bổ sung thêm nữa. Ukraine vẫn cần sự giúp đỡ của chúng ta và đã đến lúc Quốc hội phải hành động và đứng lên bảo vệ tự do, dân chủ cũng như là lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta, những điều mà đang có vai trò rất quan trọng. Ông Kirby tiếp tục đã hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua quỹ viện trợ và liên hệ vai trò của chiến tranh Ukraine với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đã đưa ra phương án gói tổng hợp kèm một khoản viện trợ cho Ukraine cùng với các khoản khác như là viện trợ cho Israel. Và tổng hợp này hiện với giá trị là 113 tỷ đô, không được các nghị viên của Đảng Cộng Hòa thông qua vì họ đòi hỏi phải có khoản chi thích đáng hơn cho an ninh nội địa của Hoa Kỳ, cụ thể là những vấn đề biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, cũng như là những vấn đề đang cấp bách hiện nay của người dân Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cử tri Đảng Dân Chủ muốn thay thế đề cử viên Tổng thống Biden. Một cuộc khảo sát do Fox News đã thực hiện vào ngày 17 tháng 12 cho thấy rằng các cử tri Đảng Dân Chủ đang không hài lòng với Tổng thống của mình, ông Biden, và họ muốn thay thế người khác để làm đề cử viên Tổng thống cho Đảng Dân Chủ vào năm 2024. 54% cử tri Đảng Dân Chủ thích một người khác thay thế cho ông Biden, và chỉ có 43% cử tri Đảng Dân Chủ là muốn tiếp tục giữ ông Biden ở lại. Cuộc khảo sát nêu trên cho thấy rằng quan điểm tiêu cực về ông Biden đang tăng cao trong cử tri Đảng Dân Chủ so với các khảo sát trước đó. Khảo sát vào tháng 10 cho thấy rằng 53% thích một đề cử viên khác, và trong khi đó 45% muốn tiếp tục giữ ông Biden. Còn xa hơn nữa, khảo sát vào tháng 3 thì 52% thích đề cử một người khác, 44% vẫn thích ông Biden. Ông Biden trong tháng này đã nói với báo chí rằng ông phải chạy đua để tái tranh cử sau khi mà các thành viên Đảng Dân Chủ nổi bật đã nài nỉ ông cân nhắc chạy đua nhiệm kỳ 2 để đối đầu với ông Trump. Ông sẽ tranh cử hay không nếu như ông Trump không tranh cử? Một phóng viên đã hỏi ông Biden và ông đã đáp lại: tôi hy vọng vậy, nhưng mà ông ta sẽ tranh cử và chỉ là tôi phải tranh cử mà thôi. Câu trả lời nêu trên của ông Biden đến cùng ngày với thời điểm ông nói với các nhà tài trợ rằng ông có thể sẽ không tranh cử nếu ông Trump không tranh cử, và nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc tôi sẽ tranh cử. Ông Biden nói và cho biết thêm rằng Đảng Dân Chủ không thể để ông Trump đắc cử. Khảo sát toàn quốc và các bang dao động quan trọng đang cho thấy ông Biden bị thua ông Trump. Khảo sát của Morning Consult đã cho biết rằng ông Trump dẫn ông Biden tại 6 trong 7 bang dao động quan trọng. Còn khảo sát của NBC News thì ông Trump đang dẫn ông Biden 2 điểm phần trăm. Còn khảo sát của Fox News, ông Trump dẫn ông Biden 4 điểm phần trăm. Khảo sát của Monmouth University công bố vào ngày 18 tháng 12 cho thấy tỷ lệ tán thành đối với ông Biden tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục. Chỉ 34% đáp viên đã tán thành ông Biden, 61% đáp viên không tán thành ông. Tỷ lệ tán thành ông Biden có xu hướng giảm trong các cuộc khảo sát gần đây của Monmouth University và hầu hết các khảo sát chung tại Hoa Kỳ. Julie xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức vừa được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật là nhiều điều may mắn và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, 514-996-6679.